Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chung mục Son Sắc Đổi Thay. Và ngày hôm nay như thường lệ, anh Thơ xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ một lần nữa vị bác sĩ rất là quen thuộc của chương trình, đó chính là bác sĩ Vương Khánh Long, bàn tay vàng trong phẫu thuật thẩm mỹ năm 2006-2013. Dạ, chào bác sĩ. Xin chào anh Thơ và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và bây giờ anh Thơ xin mời quý vị khán giả cũng như là bác sĩ cùng gặp gỡ vị khách mời sẽ đồng hành cùng với anh Thơ trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là ca sĩ diễn viên Hiền Trang. Hiền Trang xin gửi lời chào thân thương đến quý vị đang theo dõi chương trình. Chào anh Thơ và chào bác sĩ Long. Chào Hiền Trang. Dạ. Hiền Trang ơi, Hiền Trang thì cũng đã tham gia vào chương trình Hôm Nay Ta Đẹp rồi đúng không? Nhưng mà là ở chuyên mục Hôm Nay Ta Đẹp. Còn chuyên mục Son Sắc Đổi Thay thì Hiền Trang chưa tham gia lần nào. Thì không biết là đợt này khi mà liên lạc cùng với chương trình rồi cũng muốn tham gia vào chương trình thì Hiền Trang đang có thắc mắc gì mà muốn hỏi trực tiếp bác sĩ Vương Khánh Long? Từ hồi lúc mà đi đóng phim tới giờ luôn á, nhiều người nói lắm rồi, cái mặt hơi tròn. Là cái đó là giống như là lên trên hình nữa thì nó sẽ tròn hơn nữa. Ở ngoài là vừa đủ rồi, lên hình nó tròn hơn nữa. Có nhiều bạn nhìn khuôn mặt trái son, khuôn mặt gì đó nhìn đẹp lắm. Thì nhiều lúc em cũng muốn là mình có sở hữu cái gương mặt đó, nhưng mà nghe nói là đi gì cà cái này gì đó. Em sợ. Dạ em rất là sợ, cho nên là đó là sợ đầu tiên rồi đó, nên là mong bác sĩ giải tỏa giùm. Cũng tùy cái trường hợp mà chúng ta có nên gọt xương hay không. Dạ. Và gọt xương cũng không phải là cái biện pháp duy nhất. Nếu như chúng ta muốn làm cho cái gương mặt nó thanh thoát hơn, nó không có bị bè ngang, mà chúng ta không muốn gọt xương thì chúng ta vẫn có những cái phương pháp khác, nó vẫn đem lại hiệu quả mong muốn. Bác sĩ chỉ cách cho em làm như bác sĩ. Anh Thơ nghĩ là có lẽ đầu tiên đi là bác sĩ có thể là đánh giá sơ qua về cái gương mặt của bạn Hiền Trang, để xem là riêng đối với trường hợp của bạn Hiền Trang thì cái phương pháp nào sẽ là phương pháp hiệu quả để giúp cho bạn ấy cải thiện cái tình trạng là gương mặt hơi tròn trĩnh khi mà lên hình. Có lẽ là Hiền Trang dán cái tóc lên đi, dán tóc lên rồi phía sau hết đi ha, rồi chúng ta sẽ phân tích xem là vì sao cái gương mặt này nó tròn. Bây giờ gương mặt của Hiền Trang nếu nhìn thẳng thì mặc dù ở đây không có thước đo, nhưng mà chúng ta có thể ước lượng được là cái phần trên này của Hiền Trang á, cái độ dài đó thì rất là tốt ha. Cái phần thứ hai là chúng ta sẽ đo từ cái góc mũi cho tới phần mũi, phần thứ hai là nằm ở đây thì cũng tương đối được. Tuy rằng cái mũi này có thể nếu dài hơn tí thì nó vẫn đẹp. Còn cái phần còn lại, phần cuối cùng là nó nằm bên dưới này đây, thì cái phần này so với tỷ lệ của cái phần trên này đó thì nó hơi ngắn. Do đó thì nếu như chúng ta có thể làm dài nó một tí nữa thì nó sẽ đúng tỷ lệ hơn. Đó, chúng ta đang nói về cái tỷ lệ của chiều dọc. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái tỷ lệ của bề ngang. Hiền Trang cũng có một chút xíu cái ngạnh hàm nằm ở đây, hai bên. Nhưng mà kèm theo thì cũng có mở má. Chính vì hai cái yếu tố này phối hợp với nhau, cộng thêm cái chiều dài của cái phần thứ ba này nó ngắn, cho nên nhìn thấy cái gương mặt này nó tròn. Thật ra là nói tròn là anh Thơ nghĩ là vì cái phần mỡ làm cho cái mặt mình bầu bĩnh đúng không bác sĩ? Nhưng nếu mà cái sự phân tích của bác sĩ thì đúng ra là gương mặt này thì nó hơi vuông vuông, hơi có ngạnh ở phía dưới một chút xíu. Hơi vuông. Do cái mỡ nó đóng góp ở hai bên cho nên là chúng ta nhìn thấy nó tròn. Em nghe nói là gương mặt chữ điền rất là đẹp, nhưng mà chỉ dành cho nam thôi. Chết rồi, không được rồi. Tự nhiên dành cho mình. Dạ, vậy thì với cái trường hợp này, nếu như là tìm đến bác sĩ để mà nhờ bác sĩ có một cái sự can thiệp làm sao mà mang lại cái kết quả cuối cùng hiệu quả là thành một gương mặt V-Line đúng theo cái tiêu chuẩn bây giờ, thì bác sĩ sẽ can thiệp như thế nào ạ? Nếu như Hiền Trang giao cái quyền quyết định cho mình để làm cái gương mặt này đó, thì mình sẽ làm theo phương án như sau. Thứ nhất là mình sẽ gọt hai cái xương này, thứ hai kèm theo đó là sẽ nâng cái cằm lên, thì chắc chắn là sẽ đem lại hiệu quả tốt. Trời ơi, nhưng mà em thấy em tưởng tượng tới cái cảnh gọt xương thôi chắc là em đã xỉu mất rồi. Em đi mình nghe, em thấy em đi ngang mấy cái tiệm mà làm cửa sắt á, em thấy cái mà tròn tròn nào mà tôi gọt gì á, không được. Dạ, em đây nghe Hiền Trang tả thôi em cũng thấy sợ nữa. Trời ơi, chắc em xỉu thiệt luôn á. Dạ, Hiền Trang yên tâm, nếu như mà bác sĩ có áp dụng phương pháp đó thì mình đã ngủ mất rồi, nên là không còn tỉnh để mà xỉu nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Bởi vì gọt xương là lúc đó chúng ta trong cái tình trạng gây mê rồi, thì chúng ta đâu còn biết gì nữa đâu.
không nghe thấy cũng không cảm giác gì hết. Sau đó thì chúng ta chỉnh tỉnh lại thì chúng ta sẽ có một cái gương mặt mới rồi. Dạ nhưng mà thôi bác sĩ, chiến thắng bản thân của em trong cái giai đoạn mà trước khi em bắt đầu ngủ á, thì em đã không chiến thắng được rồi. Cho nên có cách nào mà đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn á, thì bác sĩ tư vấn giúp em đi, chứ cách đó em xin thua rồi. Nếu vậy thì chúng ta vẫn có phương pháp. Như là nãy là có mình có phân tích với Hình Trang đó là sở dĩ nó bị tròn là nó đóng gấp do cái một phần do xương, một phần do mỡ hai bên má và do cái cằm ngắn. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy cái mỡ má hai bên này ra, lấy mỡ má đi, và đồng thời thì để cho nó tăng cái tính hiệu quả lên thì chúng ta nâng cái cằm một tí xíu. Như vậy thì chắc chắn là cũng sẽ đạt tới cái hiệu quả tốt. Vậy là giờ lấy mỡ xong rồi, em hỏi cái thắc mắc nữa là lấy xong rồi cái da mình nó đang như vậy rồi mà thiếu đi một cái lượng nó rồi thì nó có bị, nó bị trùng, bị đùng, bị cái gì không bác sĩ? Đây là một cái lo lắng mà nhiều bạn cũng đặt ra. Nhưng mà bây giờ mình lấy một cái ví dụ như thế này. Phụ nữ sau khi có em bé đó, thì trước khi có em bé thì chúng ta thấy bụng căng lên như này. Nhưng mà sau khi có em bé thì vài tháng thì nó lại có cái sự đàn hồi và nó co rút lại, nó tạo nên cái dáng cũng thanh mảnh, cũng có eo giống như là trước khi chúng ta có em bé. Như vậy thì cái điều đó nói lên cái gì? Đối với một cái lượng mỡ nhỏ mà chúng ta lấy ở má đó thì nó không có thấm thía vào đâu với cái chuyện mà chúng ta có em bé, đúng không ạ? Do đó thì chúng ta không có lo lắng đến những vấn đề đó. Nhưng mà lấy mỡ thì bằng cách nào sẽ là mình phải lấy dao gọt cái mỡ ra hay là em nghe cái phương pháp là lấy cái kim thật lớn rồi chích vào hút mỡ ra không sao? Cái cách lấy mỡ đó thì đúng là chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp là chúng ta hút mỡ qua kim. Thì chúng ta có những cái kim chuyên dụng để chúng ta hút cái lượng mỡ thừa ra, nó nằm ở dưới lớp dưới da, và sau khi chúng ta lấy ra rồi thì cái vùng đó nó sẽ xẹp xuống, và như vậy thì nó tạo nên cái hiệu quả là cái gương mặt chúng ta thấy thon gọn lại. Em cảm ơn bác sĩ, cảm ơn anh Thơ đã cho em cái cơ hội đến đây để giao lưu, để giải tỏa những nỗi sợ của mình từ bấy lâu nay. Tuy rằng muốn làm đẹp hơn lắm nhưng mà sợ này sợ kia sợ nọ, và ngày hôm nay chắc là về suy nghĩ lại và biết đâu mình sẽ đẹp hơn, tại vì phụ nữ mình có quyền đẹp hơn, đúng không anh Thơ? Dạ, em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Cảm ơn Hiền Trang. Và cũng cảm ơn Hiền Trang rất là nhiều khi mà cũng đã tin tưởng chương trình, để mà mong muốn là được tìm đến để nhận được những lời tư vấn cụ thể từ bác sĩ của chương trình. Và ngày hôm nay một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Vương Khánh Long vì đã luôn đồng hành cùng với khán giả của chương trình Hôm Nay Ta Đẹp. Xin cảm ơn anh Thơ và cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nếu như quý vị mong muốn được trở thành vị khán giả may mắn tiếp theo được xuất hiện trong chương trình, nhận được những lời tư vấn cụ thể từ bác sĩ Vương Khánh Long, bên cạnh đó chương trình cũng sẽ hỗ trợ để giúp cho các bạn có điều kiện được trải nghiệm cũng như là được cải thiện những điều mà bản thân mình chưa thực sự hài lòng và chưa thực sự mong muốn. Thì quý vị và các bạn hãy nhớ liên lạc với chúng tôi thông qua trang web là hômnaytadẹp.com hoặc là gọi trực tiếp vào số 0902 725 525 để được tư vấn cụ thể hơn.